Tiếp sau đây xin các bạn cùng thưởng thức ván cờ vô cùng hay vô cùng hấp dẫn đến từ ngoại tình lai khắc chiến thần Vương Thiên Nhất đối đầu với đối thủ là kỳ thủ giang hồ Lã Bác Di. Trận đấu là trận cờ được diễn ra online trên Thiên Thiên Tượng Kỳ ngày 22 tháng 4 với mình đỏ đi tiên là kỳ thủ Lã Bác Di. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Thank you.
và tiếp theo sau ván cờ cho xe ba bình trung lộ bắt xe đỏ đến từ bên đen là Vương Thị Bên Đỏ đã phải buông cờ xin thua trong hình cờ trên.